Facebook đã chính thức mở tính năng cho phép những người dùng cá nhân chuyển từ Facebook cá nhân sang chế độ chuyên nghiệp. Và không sớm thì muộn thì tất cả những cái trang Facebook cá nhân mà các bạn chuyển sang chế độ chuyên nghiệp cũng đều sẽ có thể chạy được quảng cáo. Đây là những cái tín hiệu rất đáng vui mừng dành cho những người trước giờ đang làm bán hàng trên Facebook cá nhân, những người đang là KOL, KOC đang sở hữu tích xanh ở trên Facebook cá nhân, đặc biệt là những người đang kinh doanh hệ thống. Đây là cái điều mà tôi đã dự đoán và chia sẻ rất là lâu ở trên những livestream của mình. Hai nền tảng Facebook và YouTube sẽ còn phải cố gắng update rất nhiều những cái tính năng mới để có thể cạnh tranh với TikTok. Vì vậy nên nếu như các bạn là những người làm kinh doanh online hay là những người đang muốn xây dựng thương hiệu ở trên Internet thì các bạn hãy cố gắng đón đầu cái xu hướng này và chúng ta tận dụng cái sự cạnh tranh giữa các nền tảng để chúng ta xây dựng đa kênh và có được một cái vị thế, có được một cái thương hiệu và từ đó bán được hàng nhiều hơn thông qua free traffic. Và cũng như tôi đã dự đoán rất nhiều lần thì sắp tới cái xu hướng trong kinh doanh online sẽ là xây dựng thương hiệu cá nhân trên đa kênh sử dụng cái nguyên liệu chính đó là video ngắn. Người nào sở hữu được thương hiệu cá nhân ở trên đa kênh, người nào sở hữu được một cái nền tảng cộng đồng, lượng follow lớn, lượng traffic lớn mà đúng tệp đối tượng thì người đó sẽ luôn luôn là người bán được hàng và kiếm được tiền. Vì vậy những cái điều mà các bạn bắt buộc phải làm bây giờ là gì ạ? Chúng ta bắt buộc phải có khả năng xây dựng được những cái content có khả năng chuyển đổi cao và có khả năng viral mạnh mẽ. Khi các bạn đã có thể xây dựng được những content viral mạnh mẽ và có khả năng chuyển đổi cao thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái công cụ quảng cáo để chúng ta tăng cái lượt tiếp cận, tăng cái số lượt mua hàng và tăng cái doanh số cho cửa hàng của các bạn. Dựa trên cái sự ưu tiên của các nền tảng mạng xã hội trong việc các bạn sử dụng những video ngắn để xây dựng thương hiệu cá nhân và chắc chắn sớm muộn tất cả các nền tảng các bạn đều có thể chạy quảng cáo được những video ngắn này.